Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tọa đàm giao lưu với chủ đề phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới. Kính thưa quý khán thính giả, thời gian gần đây thì Omicron biến thể phụ BA.2, BA.2.3, BA.2.3.2 và BA.5 đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới và trong đó thì có Việt Nam của chúng ta và dẫn đến cái sự gia tăng các ca mắc COVID-19. Số ca mắc mới COVID-19 cũng đang tăng trở lại. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tiêm vaccine tăng cường cũng như là nhắc lại cho những nhóm nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để mọi người luôn có ý thức phòng chống dịch. Nhằm cung cấp những thông tin về COVID-19 cũng như là các cái tình huống ứng phó giúp cho người dân có thể hiểu rõ hơn và từ đó phòng bệnh tốt hơn, thì Đài Phát thanh Truyền hình An Giang kết hợp với Sở Y tế An Giang thực hiện chương trình tọa đàm giao lưu với chủ đề phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới. Và những thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như là những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh sẽ được các vị diễn giả của chương trình cung cấp đến quý khán thính giả. Thùy Dương xin được trân trọng giới thiệu sự góp mặt của bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Huy Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh An Giang. Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Bá Tước, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Phú. Rất cảm ơn hai vị diễn giả khách mời đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý khán thính giả, theo Bộ Y tế thống kê thì đường đô thị những ngày gần đây đang có chiều hướng liên tục đi lên. Các chuyên gia cảnh báo là nguy cơ số ca mắc mới có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới khi mà biến thể BA.5 đã xâm nhập vào nước ta. Thưa bác sĩ Võ Huy Danh, dịch bệnh COVID-19 thì đã và đang cơ bản được kiểm soát tốt ở đất nước ta rồi. Nhưng mà riêng ở tỉnh An Giang hiện nay thì tình hình dịch bệnh diễn biến như thế nào và có những cái điều gì đáng chú ý thưa bác sĩ? Như MC Thị Dương vừa mới nói đó, thì tình hình dịch COVID-19 ở cả nước của chúng ta cũng như là tỉnh An Giang nói chung thì đã được kiểm soát cơ bản là tốt. Như ta biết, 2 năm vừa qua 2020-2021 thì dịch bệnh xảy ra rất là phức tạp. Trung bình một ngày cái giai đoạn đó là khoảng vài trăm ca, thậm chí là có những ngày đến vài ngàn trường hợp một ngày và tử vong cũng khá nhiều. Tuy nhiên thì từ đầu tháng 4 2022 đến nay đó thì dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tốt. Ở tỉnh chúng ta mỗi ngày trung bình chỉ khoảng chừng 20 đến 40 ca. Riêng từ tháng 6 đến nay đó thì dịch COVID-19 đã kiểm soát gần như tốt nhất do cái hiệu quả của vaccine. Thì một ngày trung bình chỉ khoảng chừng 10 ca đến 20 ca. Tuy nhiên thì thời gian gần đây cỡ khoảng chừng tháng 2 tháng trở lại đây thì bắt đầu hơi tăng lên lại, tăng nhẹ lại. Thật sự mà nói đó thì cái số tăng này nó chưa phản ánh đúng thực tế. Bởi vì là cái giai đoạn chúng ta nhớ lại cái thời điểm tháng 7, tháng 8 này năm ngoái, năm 2021, chúng ta đang áp dụng chỉ thị 16 và đang bị bắt buộc xét nghiệm. Nhà nước bắt buộc xét nghiệm cho nên là chúng ta phát hiện rất nhiều. Và giai đoạn đó cũng là đang giai đoạn lây lan rất mạnh. Vaccine thì chưa có nhiều. Cho nên là lúc đó là cái số lượng rất cao. Còn hiện giờ thì nhà nước chúng ta không còn bắt buộc xét nghiệm nữa. Vì vậy cái số ca nó cũng ít đi. Tuy nhiên cái tình hình An Giang, ở An Giang chúng ta mấy ngày gần đây nó hơi bắt đầu hơi nóng lên lại. Đặc biệt chúng tôi xin thông tin một cái tin mới đó là ngày 13 tháng 9 vừa qua thì tỉnh chúng ta đã ghi nhận có 2 trường hợp chết do COVID-19 liên quan đến COVID-19 ở những bệnh nhân bệnh nền, những bệnh nhân hơi lớn tuổi và có những cái trường hợp là hai trường hợp này đó là có liên quan tới một số cái bệnh nền và đặc biệt là việc tiêm vaccine chưa được đầy đủ. Tình hình hơi vậy. Dạ, vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Võ Huy Danh. Kính thưa quý vị, chúng ta đã trải qua 4 đợt dịch và qua hơn 2 năm chống dịch thì chúng ta đã có cho mình những cái kinh nghiệm để phòng chống dịch bệnh, rồi điều trị cũng như là thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh. Vậy thì những cái biện pháp nào mà chúng ta có thể cho là thành công trong phòng chống dịch cũng như là thích ứng linh hoạt thưa bác sĩ Danh? Thì vừa qua 2 năm chống dịch rất là vất vả và cũng đặc biệt là chúng ta đã rút được rất là nhiều cái kinh nghiệm cũng như nhiều cái bài học cho cái việc này. Bởi vì cái dịch COVID-19 nó là có thể nói là lần đầu tiên trên thế giới cũng như ở Việt Nam chúng ta nó nghiêm trọng đến mức như vậy. Thì có một số cái biện pháp mà
chúng ta thấy nó có hiệu quả, rút ra được là cái thứ nhất là cái sự vào cuộc của cả cái hệ thống chính trị, từ đảng, nhà nước, chính phủ cho tới ủy ban nhân dân các cấp. Và quan trọng nhất là sau đó thì người dân tham gia rất nhiều, rất tốt vào cái việc chống dịch, là có thể nói là cả cái hệ thống chính trị cũng như các tầng lớp nhân dân, các ngành các cấp, không chỉ riêng ngành y tế. Chúng ta thấy đó, một số dịch bệnh thì chỉ có ngành y tế tham gia, hoặc là thậm chí chính quyền một vài đoàn thể thôi. Nhưng mà riêng đối với dịch Covid-19 này thì các ngành các cấp, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đều tham gia rất tích cực. Cho nên là cái công tác chỉ đạo, điều hành, tham gia tích cực của các ngành cấp là cái yếu tố quyết định. Mặc dù có những lúc chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta cũng hơi gọi là quá mức, nhưng mà dù gì thì nó cũng đã đem lại hiệu quả tốt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái công tác truyền thông. Công tác truyền thông lúc đó chúng ta thấy là liên tục báo đài, đặc biệt là trên các đài truyền hình. Ngày nào chúng ta cũng nghe loa truyền thanh của phường xã nói về Covid. Sáng nói, trưa nói, chiều nói. Rồi bật đài lên là thấy hình ảnh về chống dịch. Thì cái công tác truyền thông của báo đài góp phần rất tốt cho cái việc phòng chống này. Cái biện pháp tiếp theo đó là cái sự tham gia cũng như cái tham mưu của ngành y tế đối với chính quyền, đối với ban chỉ đạo các cấp. Chúng ta thấy sự mất mát của ngành y tế cũng rất lớn, đã tham gia, đã hy sinh rất nhiều. Có nhiều người chúng ta thấy những cái video clip chiếu lại đó là mà suốt mấy tháng trời, 2-3 tháng trời, thậm chí là có người suốt cái năm dịch là không có về nhà. Rồi người thân đang làm công tác chống dịch, đang trong khu cách ly mà người thân bị bệnh, bị mất, không có về được để mà tiếp cận, mà chia buồn hay là chăm sóc. Một sự mất mát khá lớn. Cái tiếp theo nữa đó là mặc dù ở trong nội địa chúng ta chống dịch, nhưng ở biên giới chúng ta vẫn cố gắng kiểm soát rất tốt, vẫn kiểm soát rất tốt tình hình, hạn chế cái tối đa cái sự xâm nhập từ ở bên Campuchia. Lúc đó chúng ta dịch chưa nhiều, Campuchia thì khá nhiều. Chúng ta có nhiều cái chốt chặn, chúng ta lập cả hơn 100 chốt chặn ở dọc tuyến biên giới Campuchia Việt Nam, với sự góp phần rất lớn của lực lượng biên phòng và công an cũng như dân quân tự vệ. Chúng ta rải đều ra, chúng ta chốt chặn rất tốt, để từ đó nó góp phần hạn chế cái sự xâm nhập bệnh từ ở bên ngoài vào An Giang chúng ta. Cái vấn đề tiếp theo đó là chúng ta làm tốt cái công tác phòng chống dịch ở trong các cái cụm công nghiệp, trong các cái khu kinh tế. Từ đó chúng ta góp phần cho các cái doanh nghiệp, các công ty họ tiếp tục sản xuất, mặc dù là nó không có, không hoàn toàn 100% như là bình thường, nhưng cũng còn tiếp tục sản xuất được 30-40%, thậm chí là 50% mà áp dụng ba tại chỗ vân vân các thứ. Từ đó thì cái kinh tế của chúng ta nó vẫn tiếp tục, nó vẫn không bị đứt gãy quá nó mất. Đó là những cái biện pháp rất lớn mà chúng ta rút ra được trong cái đợt dịch vừa qua. Xin được cảm ơn bác sĩ Võ Huy Danh. Kính thưa quý vị, chúng ta cũng thấy là để đối phó với những cái khó khăn thách thức trong liên tiếp 4 đợt dịch bùng phát thì công tác lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương và sự vào cuộc của ngành chức năng trong phòng chống dịch đã được đẩy lên ở cái mức độ cao nhất, và với những cái biện pháp quyết liệt và linh hoạt và phù hợp, một lần nữa thể hiện cái sự nhạy bén của cả hệ thống chính trị và tuyệt đối là không chủ quan lơ là, sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống. Thưa bác sĩ Võ Bá Tước, trong hơn 2 năm qua thì ngành y tế địa phương đã tham mưu và thực hiện cái công tác phòng chống dịch Covid-19 như thế nào ạ? Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thì trong 2 năm qua, là trước diễn biến là phức tạp của đại dịch Covid-19 thì gia tăng số ca mắc tại cộng đồng và cái địa bàn có dịch, thì ngành y tế địa phương đã bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước là tham mưu kịp thời cho cấp ủy, ủy ban, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh địa phương là trong công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch thì như sau. Thứ nhất thì ngành y tế đã tham mưu thành lập
kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với đầy đủ các thành phần và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Thứ hai là triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia, các bộ ngành trung ương, bám sát tình hình dịch trong nước và thực tiễn ở địa phương để đáp ứng kịp thời với diễn biến của dịch bệnh. Thứ ba là triển khai thực hiện tốt việc công tác khoanh vùng, điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ diện rộng và cách ly y tế vùng dịch trước được triển khai linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương và Bộ Y tế. Thì bên cạnh thì ngành y tế cũng đã kịp thời và chủ động thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối, cung cấp và tổ chức các chiến dịch là tiêm vaccine trên toàn địa phương để đảm bảo an toàn, hiệu quả. Thì ngành y tế cũng đã triển khai các hình thức là tuyên truyền kết hợp truyền thông phòng chống COVID trên địa bàn, trong đó đẩy mạnh việc truyền thông thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T. Thì trong suốt thời gian qua, dịch COVID-19 đã diễn biến phức tạp, đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nên địa phương đã từng bước thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19 theo tinh thần của nghị quyết 128 của Chính phủ. Xin được cảm ơn bác sĩ Võ Bá Tước. Kính thưa quý khán thính giả, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 thì chúng ta có thể nói là vaccine là một trong những cái biện pháp hữu hiệu và được nhắc đến nhiều nhất, và được xem như là một cái loại vũ khí mà sắc bén nhất trong cái công tác phòng chống đại dịch. Vậy thì thưa bác sĩ Võ Huy Danh, có lẽ là cái vấn đề này chúng ta đã từng nhắc đến rồi, nhưng mà Thùy Dương muốn mời bác sĩ nhấn mạnh lại là cái việc ý nghĩa của cái việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với cái công tác phòng chống dịch thì như thế nào? Thì như thì Dương mới vừa nói đó, tức là cái việc tiêm vaccine chúng tôi đã nói rất nhiều lần, và chúng ta cũng đã thấy gần đây cái hiệu quả của vaccine. Tức là như hồi đầu chương trình chúng tôi có đề cập đến hồi khoảng tháng 4 thì dịch bắt đầu giảm đi, thì lúc đó chúng ta bắt đầu tiêm phủ vaccine được khá tốt, và cái tỷ lệ mũi 2 của nó là được gần 100%. Thì đây nói rõ thêm là vaccine sau khi được tiêm thì khoảng tỷ lệ bảo vệ được cho cơ thể con người chúng ta đó là khoảng 6 tháng. Và trong khoảng 3-4 tháng bắt đầu giảm. Thì như nãy nói là thời gian gần đây bắt đầu là cái tỷ lệ bệnh bắt đầu tăng nhẹ lại, là do cái hiệu quả vaccine bắt đầu hơi giảm xuống một chút. Nói như vậy để chúng ta thấy là vaccine là một cái biện pháp rất là hữu hiệu để chống dịch. Chúng ta không có vaccine thì chắc chắn cái dịch bệnh nó vẫn còn kéo dài tới bây giờ. Cho nên là cái việc tiêm vaccine là cần thiết phải đi tiêm. Nhưng mà tiêm lúc nào? Thì như nó mới vừa nói đó, tức là sau 6 tháng thì vaccine, cái hiệu quả vaccine bắt đầu giảm xuống ở dưới mức 50%. Dưới mức 50% thì sẽ không bảo vệ được cơ thể chống bệnh. Thì chúng ta bắt buộc phải tiêm. Mà thông thường là cỡ khoảng chừng 3-4 tháng sau khi tiêm mũi 2 là tỷ lệ bảo vệ hơi giảm xuống, thì chúng ta phải tiêm nó, tiêm mũi 3, thậm chí mũi 4, để đẩy cái tỷ lệ bảo vệ lên cao. Như vậy thì mới bảo vệ được chúng ta ít nhất là được trên 70% đối với cộng đồng, thì mới bảo vệ được cá nhân mình cũng như cả cái cộng đồng này. Đó, cho nên là chúng ta phải tiêm vaccine. Mà tiêm cụ thể như thế nào thì nếu mà ấy thì chúng tôi có thể nói đơn giản như thế này: chúng ta không cần nhớ sâu xa chi cho người lớn thế này, trẻ em thế kia. Chúng ta chỉ cần nhớ một điều: sau khi tiêm vaccine mũi 2 từ 3 tháng trở lên thì liên hệ với cơ sở y tế để được đi tiêm, người ta tư vấn cho tiêm mũi 3 hoặc mũi 4. Đơn giản như vậy, dễ nhớ. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Võ Huy Danh. Còn đối với tuyến y tế cơ sở thì việc tiêm vaccine có gặp những cái khó khăn gì không ạ? Và cái ý thức của người dân như thế nào về cái việc tiêm vaccine phòng COVID-19 thưa bác sĩ Võ Bá Tước? Thưa quý khán thính giả đang theo dõi chương trình, thì trên thế giới thì các quốc gia vẫn tiếp tục khẳng định tiêm chủng vaccine để phòng COVID là vũ khí chiến lược, là yếu tố quyết định, là biện pháp để phòng dịch hữu hiệu nhất, kể cả đối với các biến chủng mới. Thì nhiều nước đã tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người dân. Thì
thì trên thế giới hiện nay là trên 80 quốc gia đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi và một số đã tiêm cho trẻ em dưới 5 tuổi. Thì virus bệnh COVID-19 là luôn diễn biến phức tạp và xuất hiện những biến chủng mới khó lường. Ở nước ta thì mặc dù là bệnh đã được kiểm soát nhưng vẫn ghi nhận hàng trăm ca mới hàng ngày, thì bệnh COVID lại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy, vaccine là vẫn rất cần thiết trong bảo vệ con người khỏi những cái diễn biến khó lường của dịch. Thứ hai là việc tiêm vaccine COVID đã tạo kháng thể phòng bệnh là không phải là duy trì lâu dài và tồn tại mãi mãi trong cơ thể của con người, mà nó sẽ giảm dần theo thời gian, dần dần sẽ mất khả năng bảo vệ. Do đó, việc tiêm vaccine mũi nhắc lại là rất cần thiết cho con người. Thì hiện nay, việc triển khai tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 mũi 3, mũi 4 ở địa phương thì cũng có gặp một số khó khăn. Thứ nhất là sự chủ quan của người dân trong bối cảnh số ca mắc giảm, số ca nặng và tử vong ở mức độ thấp. Nhiều người đã mắc là không đồng ý tiêm mũi vaccine tiếp theo vì cho rằng đã có miễn dịch tự nhiên bảo vệ. Liều bổ sung, liều tiêm nhắc lại là không cần thiết. Thứ hai là một số bộ phận người dân là chủ quan cho rằng là COVID-19 là không còn nguy hiểm nên không thực hiện mũi tiêm nhắc. Thì riêng đối với trẻ em từ 5-12 tuổi thì các bậc cha mẹ vẫn còn e ngại về phản ứng sau tiêm, lo sợ ảnh hưởng lâu dài của vaccine đối với sức khỏe trẻ em. Thì các trường hợp trẻ em mắc bệnh thì hầu hết ở là mức độ nhẹ, cũng dẫn đến tâm lý là chủ quan cho các bậc phụ huynh là cho rằng tiêm vaccine COVID cho trẻ em là không cần thiết. Thì một số vấn đề khó khăn của ngành y tế địa phương. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Võ Bá Tước. Và nhân nói đến cái việc tiêm vaccine phòng COVID-19 thì Thùy Dương xin cũng mời hai vị bác sĩ sẽ nghe một cái câu hỏi mà chương trình vừa nhận được của một vị khán giả. Xin chào chương trình ạ. Tôi tên là Lê Ngọc Huyền Trang, tôi ở huyện Chợ Mới, An Giang. Thì nãy giờ cũng có nghe diễn giả trả lời, tôi cũng quan tâm, tôi có một cái câu hỏi xin gửi đến quý diễn giả như thế này. Mẹ tôi thì hiện nay cũng trên 60 tuổi rồi, bà cũng đã tiêm được 3 mũi vaccine phòng COVID-19 và từ trước đến nay thì bà chưa có mắc COVID. Như vậy thì mẹ tôi có cần phải tiếp tục tiêm chủng nữa hay không ạ? Và nếu tiêm thì tiêm ở đâu ạ? Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình. Và với nội dung của câu hỏi này thì Thùy Dương xin được mời bác sĩ Võ Huy Danh sẽ giải đáp. Xin chào cô Trang. Thì với cái nội dung câu hỏi đó thì chúng ta có thể thấy là bà mẹ được tiêm như vậy là rất là tốt. Tiêm được 3 mũi tương đối là tốt. Mặc dù hiện nay thì chúng tôi đang khuyến khích tiêm mũi 4 và đang triển khai tiêm mũi 4. Thì chúng ta sao như nãy giờ chúng tôi có nói đó, kể cả tôi và bác sĩ Bá Tước cũng có nói đó là vaccine sau một thời gian tiêm thì sẽ giảm hiệu quả. Sau khoảng 3-4 tháng, thậm chí là trong vòng khoảng 6 tháng thì sẽ giảm hiệu quả, giảm xuống dưới mức dưới 50%, thậm chí còn 40% thôi. Thì như vậy sẽ không bảo vệ được cho bản thân mình, cho nên là phải đi tiêm tiếp tục mũi nhắc, mũi 4, là gọi là mũi nhắc mũi 2. Đó, thì nói đơn giản là mũi 4, tức là 2 mũi cơ bản hoặc 3 mũi cơ bản đầu, gọi là 2 mũi cơ bản. Thì chúng ta phải tiêm mũi 3. Bây giờ tiêm mũi 3 xong rồi thì sau 3 tháng chúng ta sẽ tiêm mũi 4, hoặc là thậm chí có thể là 4 tháng tùy theo cái loại vaccine. Mà thông thường hiện nay đó thì tiêm mũi 4 là sau cái mũi 3 khoảng 4 tháng. Và nơi tiêm là chúng ta tiêm bất cứ nơi nào, chúng ta tiêm bất cứ nơi nào mà cơ sở y tế có triển khai, tức là ít nhất là ở trạm y tế xã, phường chắc chắn là có tiêm. Tốt nhất để cho dễ nhất là chúng ta đến các cái trung tâm y tế, tức là các bệnh viện huyện, thành phố, các cái bệnh viện tư nhân, bệnh viện Sản Nhi, bệnh viện Hạnh Phúc, bệnh viện Nhật Tân, hay là bệnh viện Đa Khoa, hoặc là dễ nữa tốt nhất là ở chỗ CDC chúng tôi, tức là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ở số 28 đường Nguyễn Du, ở cái tòa nhà mới xây rất cao ở chỗ cầu Duy Tân đó, dễ thấy. Đến rất là tiện, là đón tiếp rất là nhiệt tình, lòng nhiệt. Xin được cảm ơn bác sĩ Võ Huy Danh về phần giải đáp vừa rồi cho chị Huyền Trang ở quận Chợ Mới. Và tiếp theo thì cũng là một câu hỏi vừa được gọi đến của một vị khán giả của chương trình. Chào chương trình ạ. Tôi tên là Nguyễn Minh Anh, hộ ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thì tôi có câu hỏi đặt cho chương trình là tôi đã tiêm đủ 3 mũi và bị mắc COVID-19. Thì xin bác sĩ cho tôi lời khuyên là có nên tiêm mũi 4 hay không?
Cảm ơn chương trình ạ. Xin cảm ơn chị Minh Anh ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã đặt câu hỏi cho chương trình. Và với câu hỏi này thì Thùy Dương xin được mời bác sĩ Võ Bá Tước sẽ chia sẻ. Thưa chị Nguyễn Minh Anh, trên thế giới là nhiều nước đã tiêm vaccine COVID mũi 3, mũi 4 cho người dân. Thì hiện nay thì chưa có bất cứ cái bằng chứng khoa học nào cho thấy vaccine COVID là ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Thì ở trường hợp của chị, tôi có lời khuyên là chị nên tiêm vaccine ngừa COVID mũi 4 sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Thì tại hướng dẫn mới nhất về thời gian tiêm vaccine ngừa COVID-19 thì Bộ Y tế có nêu rõ thì đối với người trên 18 tuổi tiêm mũi 3 ngay sau mũi 2 là 3 tháng. Người mà đã mắc mũi 2 nếu mà mắc COVID thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh. Tiêm mũi 4 sau khi tiêm mũi 3 là 3 tháng. Người đã mà tiêm mũi 3 nếu mắc COVID thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Còn đối với trẻ em 12 đến 18 tuổi thì tiêm mũi 3 ngay sau khi tiêm mũi 2 là 5 tháng. Còn đối với trẻ từ 5 đến 12 tuổi thì nên tiêm, hiện giờ đang tiêm mũi 1, mũi 2. Nếu mà trẻ đã mắc COVID thì tiêm sau khi khỏi bệnh 3 tháng. Đó là những cái lịch hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế. Xin thông báo cùng chị. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Bá Tước. Thưa quý vị, và trên tay Thùy Dương cũng là một câu hỏi mà vừa nhận được của một vị khán giả có tên là Phạm Thị Lan ở thành phố Long Xuyên. Câu hỏi có nội dung như sau: tôi đã lớn tuổi, nhiều bệnh nền nên là khá lo lắng khi mà dịch COVID-19 có chiều hướng là tăng trở lại. Tôi đã tiêm được 4 mũi, 1 mũi Moderna và 3 mũi Pfizer. Nếu đủ thời gian sau 3 tháng thì tôi tiếp tục tiêm mũi thứ 5 được hay không và tiêm ở đâu? Với nội dung câu hỏi này, Thùy Dương xin được mời bác sĩ Danh sẽ giải đáp. Câu hỏi này rất là thú vị. Thứ nhất là khán giả rất là quan tâm đến cái việc tiêm vaccine, cho nên được tiêm đủ 4 mũi rồi. 4 mũi rồi, một mũi Moderna và 3 mũi Pfizer. Hai cái loại vaccine này là cái vaccine công nghệ mới nhất. Nó cũng tương đồng nhau, nó giống nhau về công nghệ, mặc dù cái tên nó khác nhau. Cho nên hiện nay là Tổ chức Thế giới cũng như Việt Nam chúng ta là đang khuyến khích là tiêm các loại vaccine này. Hiện nay thì theo tôi biết là chỉ còn có cái loại vaccine Pfizer mà thôi, còn các loại vaccine khác thì hầu như chúng ta không có, hoặc là cũng để dành cho những trường hợp đặc biệt, ví dụ như trẻ em trước đó tiêm Moderna thì sắp tới sẽ Moderna. Cho nên hiện nay thông thường là chúng ta đang được tiêm nhắc mũi 3, mũi 4 bằng cái vaccine Pfizer. Khi người ta đã chỉ định cho chúng ta một mũi Moderna, ba mũi Pfizer, tức là an toàn. Và chị cũng đã được tiêm 4 mũi rất là an toàn, không vấn đề gì. Cho nên vấn đề đặt ra đây là tiêm mũi 5 được không? Thì hiện nay chủ trương nhà nước thì chưa có khuyến khích tiêm mũi 5, nhưng mà theo chuyên môn chúng tôi thì chắc chắn sẽ có. Chắc chắn sẽ có tiêm mũi 5. Bởi vì như nãy giờ chúng tôi nói đó, vaccine sau một thời gian khoảng chừng 4 tháng, 5 tháng thì nó sẽ giảm tác dụng. Giảm tác dụng thì như vậy bắt buộc phải tiêm nhắc. Hiện nay thì mặc dù chưa có chủ trương cho tiêm tiếp tục mũi 5, nhưng mà tôi biết chắc chắn sau khoảng chừng 2-3 tháng nữa là sẽ có tiêm mũi 5. Cho nên chị yên tâm, tới lúc đó sẽ có được thông báo và chị cũng chuẩn bị tinh thần để tham gia việc này, để cho nó bảo vệ được bản thân mình. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Huy Danh về những thông tin vừa rồi. Kính thưa quý khán thính giả, theo các chuyên gia, để phòng chống dịch trong tình hình mới thì người dân cần phải phòng tránh bệnh bằng cách là khử khuẩn, đeo khẩu trang ở những nơi mà có nguy cơ cao và hạn chế hoặc là không tiếp xúc với những người có triệu chứng nghi ngờ. Đặc biệt là những người mà chưa tiêm mũi 3 thì nên đi tiêm mũi 3, và đối với những người cao tuổi có bệnh nền hoặc là bị suy giảm miễn dịch thì chúng ta nên đi tiêm mũi thứ 4 để phòng bệnh trước các biến chủng mới có thể xuất hiện trong tương lai. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng nhận định rằng COVID-19 vẫn đang diễn biến và cũng chưa công bố chấm dứt cái tình hình dịch bệnh này. Vậy thì thưa bác sĩ Võ Huy Danh, bác sĩ có dự báo như thế nào về tình hình dịch COVID-19 trong thời gian tới, và riêng đối với tỉnh An Giang của chúng ta thì chúng ta có thể ứng phó dịch bệnh này một cách bền vững như thế nào thưa bác sĩ? Theo thông báo Tổ chức Thế giới là từ đầu năm đến giờ là hơn 600 triệu ca mắc phát hiện rồi, và một tuần là 2-3 triệu trường hợp trên cả thế giới. Chỉ có ngày, có tuần là hơn 3 triệu ca. Như vậy thì chứng tỏ là
nó cũng đang rất là dữ dội. Thành ra cái tình hình trên thế giới như vậy cũng như Việt Nam chúng ta thì như nãy chúng tôi cũng có nói. Và với cái thời điểm mà chúng ta kết thúc cái đợt tiêm chủng mà phủ gần 100% cách đây khoảng 5-6 tháng, tức là hồi tháng 4, tháng 5, thì như vậy các chuyên gia dự đoán là khoảng tháng 11, 12 tới đây sẽ có một đợt dịch mới đối với lại Việt Nam chúng ta. Bởi vì lý do là hiệu quả vaccine đã giảm xuống, mà cái tỷ lệ tiêm nhắc mũi 3, mũi 4 hiện nay của chúng ta chưa cao. Hiện nay mũi 3, mũi 4 chúng ta là mới có 60% thôi, thậm chí một số tỉnh chưa tới 50, chưa tới 60% như thông báo trên đài VTV mỗi ngày các quý vị cũng đã thấy. Đó, thành ra là các chuyên gia dự báo có khả năng tháng 11, 12 sẽ quay trở lại. Đối với An Giang thì chúng ta đang kiểm soát khá tốt, như nãy chúng ta nói, và vì vậy là để cho dịch không quay trở lại thì cái điều cần thiết nhất mà chúng ta phải làm là gì? Ai chưa tiêm vaccine mũi 3, mũi 4, tức là mũi nhắc, là phải đi tiêm ngay để bảo vệ cho chính mình cũng như cho cả cộng đồng. Tiêm ngay lập tức, không có chần chờ gì hết, sắp xếp công việc để được đi tiêm, như nãy tôi nói, tiêm bất cứ ở đâu, các nơi đó, tiêm ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Rồi lịch tiêm thì thời gian này kia thì nãy bác sĩ Bá Tước cũng đã có trao đổi rồi, và chúng ta nếu không hiểu thì chúng ta cứ đến trạm y tế, đến cơ sở y tế lập tức, người ta sẽ tư vấn cho mình ngay lập tức là được tiêm như thế nào, không cần, đừng lo. Cái thứ hai cần phải làm ngay đó là gì? Tiếp tục không chủ quan. Tôi nói tiếp tục bởi vì trong cái mùa dịch năm ngoái chúng ta đã không chủ quan rồi, thì bây giờ cũng phải không chủ quan. Chỉ có cái điều là gì? Là gần đây chúng ta là hơi lơ là, thì bây giờ chúng ta tiếp tục không chủ quan. Chúng ta vẫn tiếp tục các cái biện pháp mà Bộ Y tế đưa ra 2K, đó là gì? Vaccine cộng với khử khuẩn cộng với lại khoảng cách, như khẩu trang. Nhưng mà gần đây thì khẩu trang thì mới ban hành cái quy định mới, đó là có một số nơi không cần thiết thì chúng ta cũng có thể được. Ví dụ như những cái nơi chúng ta chỉ có một mình thì mắc cái gì phải đeo khẩu trang làm gì cho nó cực. Rồi là những cái chỗ mà chúng ta không có tụ tập đông người thì chúng ta không cần thiết phải đeo khẩu trang. Nhưng mà tôi khuyên thêm một điều, đó là nên giữ khoảng cách đối với người lạ. Người lạ chúng ta đâu có biết họ đang nhiễm virus hay không. Tự nhiên cứ sắp vô lại gần nói chuyện, ôm hôn hít hay cái gì đó thì không nên. Nên hạn chế bớt cái chuyện đó, tức là giữ khoảng cách như người lạ. Cái thứ hai nữa, chú ý những người có đang biểu hiện cảm cúm. Ví dụ như đang có thể nhảy mũi, thỉnh thoảng hắt hơi, nhảy mũi, hoặc là đang sổ mũi, rồi những người có thể đang sốt nhẹ hay là có ho chút gì đó. Đó thì những cái người có biểu hiện của cảm cúm, của ấy, nhiễm Covid đó, thì chúng ta nên cố gắng giữ khoảng cách, đừng lại gần. Chúng ta không có lại gần, gần khoảng trên 1 mét thì bảo đảm không giờ bị. Bởi vì con virus khi nó bắn ra từ cái giọt bắn đó thì nó 5-3 tấc nó rớt xuống mất tiêu rồi, không thể nào bay tốt cả mét được vậy. Cho nên cố gắng giữ khoảng cách và cộng thêm mang khẩu trang là xong chuyện. Đó là hai cái vấn đề mà tôi khuyên chúng ta nên làm ngay. Xin được cảm ơn bác sĩ Võ Huy Danh. Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta đã quay trở lại cái trạng thái bình thường mới và ngành y cũng đúc rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm để có thể phòng chống dịch Covid-19 cũng như là thích ứng linh hoạt để mọi hoạt động có thể trở lại phát triển một cách bình thường. Và chúng ta cũng đang kiểm soát dịch Covid-19, và rõ ràng là những cái bài học kinh nghiệm trong cái công tác phòng chống dịch đã giúp cho chúng ta có thể tự tin hơn trong cái việc ứng phó với các tình huống mới. Và xin được mời các vị diễn giả có thể cho một số lời khuyên để dành cho quý khán thính giả đang theo dõi chương trình, để có thể vững tâm hơn trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như là của gia đình. Trước hết thì mời bác sĩ Danh có những cái lời khuyên gì thêm cho quý khán giả không ạ? Đó, thì tôi mới vừa nói đó, thì giờ cũng nhắc lại thôi, tức là ngay lập tức đi tiêm vaccine, không chần chờ gì hết,
Cái thứ hai nữa là không có lo, không có sợ gì nếu như chúng ta thực hiện tốt cái việc mang khẩu trang, giữ khoảng cách hơi xa xa chút và mang khẩu trang cho nó tốt. Nhưng mà cũng không cần thiết phải mang tối ngày hoặc là mang bất cứ nơi đâu như tôi nãy nó nói đó. Đó thì hai cái việc đó thì hai cái vấn đề đó thì nếu làm sớm thì tôi bảo đảm là quý vị sẽ ít có bị nhiễm Covid. Còn nếu có bị thì cũng không đến nỗi phải đi vô bệnh viện. Hoặc là nếu có vô bệnh viện rồi thì cũng khả năng sẽ thì bị chết cũng sẽ rất ít. Cho nên yên tâm. Mà để yên tâm vậy thì làm gì? Đi cái tiêm cái vaccine ngay lập tức. Dạ. Yeah. Thì cái việc quan trọng nhất bây giờ là ai chưa tiêm vaccine thì liên hệ và đi tiêm liền. Ai chưa tiêm vaccine thì liên hệ cơ sở y tế đi tiêm liền. Xin được cảm ơn hai vị diễn giả của chương trình đã cho quý khán giả những cái lời khuyên rất là hữu ích. Kính thưa quý vị, thì đến đây chương trình tọa đàm giao lưu với chủ đề phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình An Giang kết hợp với Sở Y tế An Giang thực hiện cũng xin được kết thúc. Thay mặt những người thực hiện chương trình, rất cảm ơn hai vị diễn giả đã dành thời gian đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi và giao lưu cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt.